thêm một phụ nữ ở Thanh Hóa dương tính với COVID-19. Sáng 16 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa cho hay nước ta có thêm một ca mắc COVID-19 từ người nhập cảnh. Bệnh nhân 314 là nữ, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Thiện Hóa, Thanh Hóa. Bệnh nhân là một trong số hành khách về nước trên chuyến bay số hiệu VN0062 từ Macau, Nga, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 13 tháng 5. Bệnh nhân ngồi ghế số 53B. Tất cả hành khách trên chuyến bay này đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên sẽ không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân bình thường, không sốt, ho, viêm phổi và được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 125, xã Cộng Hòa, Chí Hải, Hải Dương. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 13 tháng 5, 2 ngày sau, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 30 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 174 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số trường hợp âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 10 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 12.236 ca. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 353 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.492 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.391 người. 260 trong tổng số 314 ca mắc COVID-19 đã được chữa khỏi. Cả nước chỉ còn bệnh nhân 91 là ca nặng. Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Julian Channel để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội và tình hình dịch bệnh COVID-19 các bạn nhé.